Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị. Ngày 6 tháng 1 năm 2022 thì vườn em tiếp tục đang bán lô xứ hạt giống Thái. Quý anh chị chọn lựa cái nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916 256 522. Rồi hiện tại bên em ship cây không chậu ha. Quý anh chị khi nhận cây vui lòng trồng ở trong chậu 10 ha. Sau đó quý anh chị bảo vệ cái củ, nếu mà quý anh chị có nâng củ thì bảo vệ cái củ lại giùm em nha. Tại lúc này mùa nắng rồi, cái ánh nắng chiếu trực tiếp mà trong khi bộ rễ mình chưa phát triển thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng trái cũ nha quý chị. Rồi thì quý chị chỉ cần bảo vệ cái cũ là trồng cái mùa này rất an toàn nha. Bắt đầu cây số 1 ha. Cây số 1 là cây hoa màu tím tím rất là đẹp nha quý chị. Một bên kem kem, cái họng thì họng đỏ đỏ ha, họng đỏ đỏ, rồi cái gì thì tím tím. Thì cái giống hoa này nó trổ chấm chấm vậy, nó không có bung căng nha quý chị, nhưng mà rất là đẹp nha. Cánh dày, lá đẹp, lá nhuyễn, củ thì cũng tương đối. Cái giống này thì nó nói chung nó không có mau lớn phì phì nha quý chị, nó lớn từ từ ha. Rồi cây số 1 này là giá 100, hoa đẹp ha, hai hoa rất đẹp luôn. Cây này nuôi lớn cũng cực kỳ nha, số 1 giá 100. Rồi cây số 2 ha. Cây số 2 là một cây màu đỏ, đỏ dạng đỏ gân nha quý chị. Ba lớp ở trong thì nó có cái lớp trong thì nó có cái rìa trắng trắng ha. Này ba lớp, sẽ bông to, cánh hoa dày. Này chùm nụ nhiều ạ, chùm nụ tầm mười mấy nha quý chị. Cây này thì củ đẹp nha. Củ này có lý ạ. Số 2 giá 100, số 2 giá 100 luôn nha quý chị. Hoa cực kỳ thơm luôn nha, hoa rất là thơm. Cây này ba lớp rất là đẹp luôn ha. Rồi số 2 giá 100, hoa rất thơm luôn, nụ rất là tốt luôn. Rồi số 3 là cây trắng lam, cuống ngắn đứng qua, xe bông to, cánh hoa rất là dày, dày cui cứng ngắt luôn ha. Chùm nụ tầm mười mấy luôn nha quý chị, cây này chùm nụ tầm mười mấy rồi ha, nụ rất là tốt. Cây này quý chị nuôi về sạp tàn, sau này nó ra là rổ bông là cây này cũng đẹp lắm nha quý chị. 2 4 6 8 khoảng 15 ha. Rồi cây số 3 này là giá 100, hoa cũng thơm nhẹ nha quý chị, giá 100 ha, hai hoa rất đẹp luôn. Rồi cây số 4 là cây dòng Sa Noel ha. Cây này cái hoa rất cưng nha, hoa nhỏ xíu bằng ngón tay mà nha, nhưng mà đặc điểm của nó là cái sao nhìn nó rất là đẹp ha. Cái sao quý chị nhìn rất là đã nha, nhưng mà theo em nghĩ nó cái nụ này nè nó cũng lớn lớn này, nó không nhỏ như vậy đâu nha quý chị. Không, cái này thì nó hoa nó nhỏ mà nó được nhỏ vậy là mấy viên nha quý chị. Đó, đỏ viền tím rất là đẹp luôn. Cây này thì cũng còn nhỏ nha, nhỏ nhưng mà không nhỏ lắm đâu. Phân tàn 5 nhánh. Cây số 4 này giá 100, cây này đẹp nè. Cây này quý anh chị về xả ra nó giữ được cái bông nhỏ xíu vậy không chơi là cực kỳ ha. Nó đứng hoa là đứng trong tại cái bông nó rất nhỏ mà. 100.000 nha quý chị, hoa này rất là ok. Rồi số 5, đây số 5 là cây hoa cũng là giao phục giống mới nữa. Một bên tím tím, một bên vàng kem, chính giữa có cái sọc đỏ, xe bông to. Cái này thì nó bung căng hơn nha quý chị. Cái giống này đa số là nó chòm chòm, nhưng mà cái hoa này thì nó bung căng hơn nè, hoa nó cứ ngắt luôn. Cái giống này được cái là lá nó rất đẹp nha quý chị, lá nhuyễn ha. Cái hoa nó thì giữ màu rất là tốt ở ngoài nắng luôn, chịu nắng rất là tốt. Cây số 5 này phân tàn tốt, củ cũng tương đối nha quý chị. Về quý chị tỉa mấy cái rễ này bỏ nha. Khi quý chị mà trồng khơi lên mà mấy anh chị không tỉa này cũng rất nguy hiểm nha. Nó cái cây nó sẽ tự loại bỏ những cái rễ này rồi, thành ra cái mấy rễ này nó sẽ bị hư, cái nó ăn vô là nó gây làm thối củ nha quý chị. Quý chị phải cắt bỏ nó ha. Số 5 100. Số 500 nha quý chị. Số 6 là cây dạng hồng lem đỏ rất là đẹp ha, hai lớp. Cây này nụ rất là tốt nha, cánh hoa dày, xe bông to, bộ lá đẹp luôn. Cây này phân càng tốt. Cây số 6 này giá 100 nha quý chị. Củ này cũng ngon lành ha. Rồi cây số 6 này giá 100, hoa rất đẹp luôn nha. Số 6 giá 100. Rồi cây số 7 ha. Cây số 7 là cây lem khỏi chê luôn, đỏ lem, hồng
trắng lem hồng nha quý anh chị, hai lớp xe bông to cánh hoa dày nè, trổ ba hoa quý anh chị nhìn cực kỳ đã ha. Đây này mình trồng nữa nó trổ rồi thôi khỏi chơi luôn nha. Này là bộ lá nha, nhỏ luôn nha quý anh chị, cây phân tàn 4 nhánh nha, 4 nhánh đều nhau cũ tương đối ha. Rồi cây số 7 này giá 100 luôn nha quý anh chị, để em xem thơm không nha. Thơm nha quý anh chị, thơm nhẹ ha, làm như cái mùa nắng này cái hoa nó bắt đầu nó có cái mùi thơm thơm, hình như hoa nào cũng thơm thơm quý anh chị. Còn cái mùa mưa thì ít có nghe mùi thơm ha. Rồi số 7 này giá 100. Cây số 8 nha, cây số 8 là cây bộ lá cũng đẹp luôn. Rồi cây này thì hoa nhìn nó hồng lem đỏ đậm đà, xe bông to, cái họng nó màu đỏ đỏ ha, khuôn hoa tròn cánh hoa dày nha quý anh chị. Cây này thì cũng nhỏ, cao liêu nghiêu nha. Cái này về quý anh chị phải xả tàn ha, phải xả tàn hoặc quý anh chị có thể uống tạo dáng, chứ cái cây này là cái để như vậy là chơi không được, cuốn ngắn đứng qua. Rồi cây số 8 này giá 100, hoa rất đẹp ha. Cây này thì cũng thơm luôn. Cây số 9, cây số 9 là cây dòng của đại mỹ nhân. Cái này cánh hoa rất dày nha quý chị, trắng đỏ rõ nét. Cái hoa này thì nó bị gió nó làm tét ha, hang sâu gì cắn nè, một cái cánh này nó bị con sâu ha gì nó làm tét nha quý chị, tét một đường ha. Rồi trắng đỏ rõ nét, cây phân tàn tốt, phân tàn tốt nha, củ to. Rồi cây số 9 này giá 150.000 nha quý chị, số 9 giá 150.000, hoa rất đẹp luôn nha, 150.000. Rồi số 10, cây số 10 là cây cũ rất là to ha. Cái này là dạng đỏ hai lớp, đỏ cài nha quý chị, đỏ tươi ha, đỏ tươi hai lớp, cánh hoa dày cánh nhọn nha, xe bông to hồng vàng. Rồi đỏ tươi hai lớp, cây số 10 này là giá 100 luôn, số 10 giá 100 nha quý chị. 11 là cây đỏ tím nha, xe bông rất là to, rất là to ha. Bộ lá này là dạng lá tím, cái đứng qua nha quý chị, nói chung là ngang ngang. Mà cái cây này một lớp thì quý anh chị yên tâm á, không có vấn đề gì mà lo nó gục hết nha. Cái xe bông này thì rất là to, cánh hoa dày, tím đỏ hồng vàng. Rồi cái này 100 nha quý anh chị, củ rất là to ha, củ hiện cái đang cái thế nằm ha. Cái số 11 100. Rồi số 12, số 12 là cây dạng đỏ tươi đó quý anh chị, đỏ cờ ha, ba lớp, ở ngoài nó có chạy cái chỉ trắng ha, trắng nhuyễn nha. Xe bông rất là to, cái này thì cuốn ngắn nha, cuốn ngắn mà cái hoa thì rất là to ha. Cái cây số 12 này là giá 100, cây phân tàn rất là tốt nha quý anh chị, củ to. Đây nụ thì giờ đây thấy có 4-5 nụ thôi nha, chắc khoảng 7-8 nụ gì đó. Rồi cây số 12 này là giá 100 luôn, để em xem thơm không nha, không thơm luôn. Rồi tiếp tục là cây số 13, cây số 13 là cây trắng mòn một cốt nha, trắng một cốt rất là hoành tráng ha, nhìn tướng tá rồi cao ráo ha. Cái này vừa quý anh chị bẻ mấy nhánh này ra ha, đây thì cái cây này trắng cánh rất là dày nha, cánh tròn. Này nó chùm nụ rất là đông nha, chùm nụ tầm mười mấy á. Cái hoa này nó cũ rồi, trắng, khuôn hoa tròn, cánh hoa dày, xe bông to, một cốt. Ở trên phân tàn được 4 nhánh rồi nha quý anh chị. Này với quý anh chị về bẻ ra rồi xả tàn tiếp tục nữa thì nó sẽ ra được cái tàn dù nha. Rồi ở dưới đây là quý anh chị khi trồng lại quý anh chị nên tưới humic ha quý anh chị. Tưới humic để giúp cái kích thích cái bộ rễ mình nó phát triển nhanh hơn nha. Rồi đồng thời khi nào ra lá thì quý anh chị bỏ phân gà hữu cơ vô thì cái cây nó phát triển nha quý anh chị. Rồi cây số 13 này là giá 100. Rồi 14 nha, 14 là cây dòng San Noel, cây này cũng nặng hoàng cũng to nha quý anh chị, cây phân tàn tốt. Cái này thì cái hoa nó nhìn rất là cưng nha, dạng nó cánh nhọn, sao nhọn, sao thì nó cũng chuẩn luôn nha, hồng vàng. Rồi bộ lá cũng vừa luôn nha quý anh chị. Rồi cây số 14 này giá 200.000 nha, 14 giá 200.000, hoa rất đẹp luôn.
Thì sao Noel, ưu điểm của nó là nó giữ màu rất tốt ngoài nắng nha quý anh chị trồng. Cái cây nó rất là lâu lâu hết bông ha, tại nó giữ màu tốt. Rồi cây số 14 này là giá 200.000. 15. 15 là cây cây trắng hồng ha, trắng viền hồng. Cánh nhọn, dòng của đại mỹ nhân luôn nha. Hai lớp cánh hoa dày bung căng. Cái hoa này thì tại nó cũ nha quý anh chị. Rồi cây này phân tàn tốt, củ to. Cây số 15 này giá 150.000. 15 giá 150.000 ha. Rồi cái hoa này nó cũ rồi. Rồi, số 15 150.000. Rồi cây số 16 nha. Cây số 16 là cây dòng đại mỹ nhân. Thì cái cây này có bộ lá đẹp nha quý chị. Bộ lá nó hơi quắn quắn giống như dòng DHA ha. Rất là đẹp. Cái này là cái bộ lá nó sắn nha quý anh chị, còn cái cây nó bị quắn ngọn là nó quắn kiểu dị tật nó khác nha. Còn này là cái bộ lá nó cong đẹp ha. Rồi quý anh chị lưu ý thì em cũng đã chia sẻ cái clip để mà trị cái bệnh mà nó quắn đọt trên cái cây sứ á, thì quý anh chị nên tưới đồng thời canxi và bo nha quý anh chị. Mình vừa tưới vừa phun hai cử ha, thì cái cây mình nó sẽ bung. Rồi cái cây này là cái sai bông rất là to nha, trắng viền hồng rất là đẹp luôn. Cái hoa này cũng cũ ha quý anh chị, trắng viền hồng, dòng đại mỹ nhân, sai bông rất là to, cánh hoa dày, bộ lá đẹp. Rồi cây số 16 này là giá 200.000. 200.000 nha quý anh chị. Cái này cuốn rất là to luôn nha. Cuốn rất là to, hoa cánh dày ha, trắng hồng rất dễ cưng. Rồi tiếp tục là cây số 17 nha. Cây số 17 là một cái cây dòng của hàng T1 nha quý chị. Đây khá là những dòng của San Noel á. Nhưng mà cái cây này thì cây cuốn nó rất là cứng nha, đứng qua. Cây đại mỹ nhân đa số cuốn dài, cây San Noel đa số cuốn dài nha quý chị. Nhưng mà cái cây này thì nó cuốn nó ngắn, ba lớp nha quý chị. Cái hoa này rất đẹp ha, nhìn như T1 vậy đó. Đỏ nhung, viền tím tím. Đặc biệt cái cuốn hoa này thì nó đứng hoa cứng. Rồi cây này phân tàn dạng thế bonsai nha. Đó, quý anh chị có thể bẻ nhánh ra bẻ nhánh kiểu tứ diện á quý anh chị được nha. Cái cây số 17 này là giá 250.000, cây ba lớp nha quý anh chị. Ba lớp ha. Đỏ nhung viền tím tím như T1 vậy ha. Rồi, cây số 18. 18 là một cái cây dòng của đại mỹ nhân nha. Đỏ trắng 5 năm hai lớp. Hai lớp ha, cuốn ngắn đứng qua. Cây này thì củ to, phân tàn tốt. Cây này 200.000 nha quý anh chị, số 18 200.000 ha. 18 200.000. Rồi tiếp tục là cây số 19 nha. Cây số 19 là cây củ to khổng lồ nha. Củ này nó nằm trên nắng thì nó cũng có cái màu đẹp ha, màu vàng ống rất đẹp luôn nha. Nhưng không phải củ vàng nha quý anh chị. Mà nó lên cái màu vàng chanh rất là đẹp luôn. Cái màu da nó lên màu vàng chanh ống rất đẹp ha. Nó là cái dòng San Noel ha. Cây này cũng rất là to. Cây này em có sạc tàn rồi nha. Em đã sạc những tàn lớn này, dưỡng mấy tàn nhỏ thì nó cũng tương đối ổn rồi nha quý anh chị. Cái này quý anh chị nuôi một thời gian nữa quý anh chị sạc tàn tiếp ha. Là nó trên mỗi đầu nó đã ra hai nhánh rồi nè. Hai nhánh ha. Hai nhánh hết. Hai nhánh. Hai nhánh nha. Rồi cái cây này á, thì cái hoa nó cũng đẹp nha quý anh chị. Dạng đỏ tươi ha, sọc đỏ tươi, cái viền thì màu tím tím rồi xong nó chuyển trắng. Hoa này nói chung cũng rất là đẹp nha. Đây cái màu nó không có đỏ đậm mà nó màu đỏ tươi rất là đẹp nha. Rồi cây này về quý anh chị có thể sửa dáng được luôn, em đã xả tàn rồi nha, xả tàn cho nó đều tàn. Thì cái này 2, 4, 6, 7 nhánh nha quý anh chị, 7 nhánh ha. Quý anh chị về dùng có thể dùng dây mình kéo ra, dùng dây mình kéo ra nha, tạo dáng cho nó giữ ngọn. Rồi cây số 19 này cũng khổng lồ luôn nha, giá 250.000 nha quý anh chị. Cây số 19 này giá 250.000. Cái này về quý anh chị là chơi luôn ha, chỉ tàn cỡ đồ nó ok rồi, đủ 7 nhánh luôn nha. Rồi cây số 19 này là giá 250.000. Rồi quý anh chị chọn lựa cái nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916 256 522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.